hiện hành. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã đề cập đến việc tập hợp thiếu nhi và các tổ chức thiếu niên cách mạng, Hùng Nhi Đoàn, và giao cho Đoàn Thanh niên phụ trách. Chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của thành lập tổ chức đoàn. Ngày 20 Việt Minh đã nội dung dự của phương Tây đặt làm nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Ngày đầu tiên thành lập đội có 5 đội viên là Nông Văn Dền, Bí Đanh và Kim Đồng được bầu làm đội trưởng. Nông Văn Thàn, Bí Đanh là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh, Bí Đanh là Thanh Vinh, Lý Thị Nì, Bí Đanh là Thủy Tiên và Lý Thị Sầu, Bí Đanh là Thanh Thủy. Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập là yếu của lịch sử đất nước. Bởi lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là bộ phận trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội là tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, ra đời nhằm tập hợp thiếu nhi và một tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương dưới sự hướng dẫn phụ trách của Đoàn Thanh niên giáo dục các em theo tinh thần cách mạng và coi các em là một lực. Đội luôn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 80 năm xây dựng và trưởng thành. Tên gọi của tổ chức đội qua các thời kỳ lịch sử, từ ngày thành lập đến nay, đội đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên nhi đồng, cụ thể như năm 1941, đội Hội Nhi đồng Cứu Quốc, sau đó đổi là đội thiếu nhi Cứu Quốc. Tháng 3 năm 1951, đội thiếu nhi tháng 8. Ngày 4 tháng 11 năm 1956, đội thiếu niên tiền phong Việt Nam. Năm 1970 đến nay, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 2. Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Sau ngày thành lập, con theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mạng, đội thiếu nhi Cứu Quốc được thành lập ở các địa phương trong cả nước. Bên cạnh việc tập hợp giáo dục thiếu niên nhi đồng, các đội thiếu nhi Cứu Quốc đã tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1941. Các đội viên thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động cách mạng như làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, phá vùng chữ, đã lập công xuất sắc như đội thiếu niên du kích Đình Bảng, đội thiếu nhi Bát Sắt Hà Nội, đội thiếu nhi Thành Huế, đội thiếu nhi Đồng Tháp 10. Nhiều đội viên thiếu nhi anh hùng xuất hiện như Kim Đồng, Ngư Văn Tội, Phạm Ngọc Đa, Vừa A Dinh của thời kỳ chống Pháp, đã trở thành những gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, làm sáng ngời trang sử của đội thiếu nhi tiền phong. Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình làm sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, như phong trào đoàn kết toàn dân bắt đầu phát động năm 1948. Về hai không còn có đỡ người ta, tôi cũng chỉ là một người bị đau, bởi vì là tôi.